Chào anh em nhé. Chiều nay tôi với anh Hùng Messi này tiếp tục đi đánh bầy chim anh em ạ, chim cút đây này. Cái bầy hôm qua tôi vừa làm xong đây. Đem theo ba cái nhá, còn Hùng Messi thì đem theo điện thoại mời nhạc. Ngoài ra thì còn có con nó thun đây này. Đấy. Để gọi là đi săn chim hôm nay ngày nghỉ chủ nhật. Anh em theo dõi thì hãy để lại bình luận nhá. À, bây giờ sẽ hành trình lên cái cây trên này này. Trên này có cái cây có quả, cái lồn nè, cái lồi ấy. Có quả chín mà chim mới ăn nhiều lắm. Lúc sáng tôi bán hết một bao bí mà không trúng con gì luôn, buồn quá. Bây giờ gọi Hùng Messi lên nhá, gọi cao thủ lên. Trên đường đi. Mời anh em ăn cái này chúng tôi gọi là cây bé nhá. Tiếng phổ thông thì gọi là cây mâm xôi. Cái này là cái cây nó mới mọc lên đây này, ăn ngon lắm. Tìm tưởng tượng như thế, không cái mâm xôi. Kìa, trên kia lên bầy chim cút được đó. Đây. Mời nhà ăn nhá. Ngon lắm, nhìn thế này thôi ăn ngon lắm, Đúng rồi, đúng rồi. Hùng Messi bắn được một con chào mao đây rồi anh em này. Con thứ đây Hùng Messi vừa hạ được một em chào mao. Đây, dưới đi này. Đây. Đây ra chỗ đi này. Của mấy con chào mao nó ngủ trưa ở đây. Ngon nhỉ. Một em nhá. Đây để tôi cất cái lá cây đi cho dễ coi này. Cho màu bông. Cùng với chị bán chuồn thế nhỉ. Bán một luôn. À bán đúng cánh. Đây này. Ừ, bán đúng cánh. Dượt luôn. Ừ, cái gì mà còn ăn. Ừ, ăn quả trái. Cây cảnh thôi. Thôi máu me bé bé không quay này nhá. Quay lên nói thật là nó không đẹp. Rồi ok. Hùng Messi. Khoảng độ 10 mét. Giơ tay lên phát. Mình nhạc cho chị. Đây này, có bầy chim to lắm anh em ở góc bên này. Tôi với Hùng Messi đang cùng lẻn nha, bây giờ sẽ không quay nữa nhá. Hai anh em sẽ đi hai hướng để làm cái gồng kim. Vừa rồi thất bại anh em. Tôi với Hùng Messi cùng tạo thành hai cái gồng kim để săn đàn chim đấy nhưng mà chúng di chuyển quá nhanh. Không thể tiếp cận được đấy. Bây giờ tiếp tục di chuyển đến nơi khác nhá. Đi. Ăn ở đây thì tối ngủ đấy thôi nhưng mà đi chim thì săn không được nhưng mà bắt gặp tổ ong anh em này siêu to khổng lồ luôn đây tổ ong ruồi nhá nhưng mà nó bò đi rồi còn mỗi cái tổ thôi anh em tiếp tục lên đường chim mà ăn như gà ấy. Tôi với anh Hùng Messi đi qua đây mà nghe nó đây này nó làm mấy cái lá cây nó ì ra đây này như gà bươi luôn. Anh em từng gà từng gà rừng đi vào không phải mà là chim mà. Hùng Messi vừa hào thêm một con nữa nhưng mà đang ở trên cây nhá chưa rớt. Đâu trên phản này cho chắc ăn. Nhục. Rồi xong. Ok rồi anh em. Thêm một con nữa nhá. Chào màu bông. Mố. Chưa rửa ra. Nhưng mà nó rửa được.
Đây này anh em này, ở trên tí trên ngọn này này. Đây đây đấy, chỗ hòn đá vừa ném lên đấy. Bên dưới một tí. Rồi rồi, sắp lớn rồi. Để thử bắn coi có trúng không? Thôi. Thôi à. Trèo lên cây đi. Rớt xuống sau lấy được. Trèo lên cây mà lấy chứ rớt không biết cho mố mà lấy mà mất đó. Thôi trèo lên cây lấy cho chắc đi anh Hùng mất chi. Rồi rồi. Rồi. Thẳng rồi, thẳng xuống dưới nước luôn rồi. Xuống dưới suối luôn rồi. Đi thẳng lối đi này, rồi đóng vô đúng không? Lấy được. Hùng Messi bắn ngon thật. Hai con. Nhưng cái quá trình lấy con chim hơi vất vả anh em, hay là đi thẳng xuống đó xuống cho dễ. Để tôi mang dép tôi xuống lấy nha anh em nhá. Ôi đây đây. Bên kia một con này, cây xoan đâu á? Cây xoan đâu đây? Có một con, hai con luôn. Cây xoan đâu, hai con. Rồi để này. Cho 4 viên nhá, bắn được 2 con nhá. Cho ông này, tôi thì nhiều bia nhá, cũng thiếu nhưng mà cho ông này ít thôi. Cái tính ông này là phải tiết kiệm thì mới có chim ăn. Nếu mà mình cho nhiều quá là bắn chắc chắn không trúng. Đấy. Nhảy như dê nhỉ. Đi vô đây, đi vô lấy đây. Bây giờ nhặt con này đã. Úi giời ơi. Đi vô đi, không có việc gì khó. Chỉ sợ tiền không nhiều. Úi giời. Tôi đi vào chỗ này toàn gai. Thấy không? Đi nhặt con chim mà đúng có thấy chim ngủ ở trong đấy không? Tôi đi bắn. Ỉa như cứt luôn. Đây. Cầm ao. Rửa ngực luôn. Úi giời ơi. Nói chung là nó chết rồi, nó không rớt được xuống luôn. Nó dính trên cây luôn nhá, hai con. Hùng Messi, à, hai con cho vào đây. Thôi chà, trúng có chim. Thôi mà. Coi thì biết ngắm cho mua, trúng cho mua chứ. Đang muốn coi thử trúng đâu anh em ạ. Trúng con chim. Trúng ức, trúng ức. Phát đầu cơ. Thôi chỉ bỏ vào túi đi. Ui, con chạy mất đó. Con đi giải cánh. Ui, chập cho nhanh. Mời anh em ăn mè. Mè rừng. Mè rừng đây nè. Anh Hùng Messi vừa đi hái một ít mè rừng. Cây nó đây nè. Già đây nè. Cái này là mè rừng nhá, quả tròn. Chứ không phải quả dài giống như mè nhà. Mè này thì nó ăn không ngon. Nó chua chua thôi. Cái chua đắng đắng. Sau khi ăn xong ấy thì cái dư vị của nó lại rất là ngọt. Đây. Kiểu ăn quả này có cái câu nói gì nhỉ? Ăn quả me uống được khe ngọt ngọt à? Uống được áo. Uống áo thì cá nhiều đó thôi, cái toàn là khe nhiều thôi. Áo nhà ông bác Tết mà bắt cá ta lên quay phim. Cá mọc hình rồi. Cá có là 4-5 cân đấy. Tôi bị khán cổ ấy nên Hùng Messi hái cho mấy quả mè để ăn. Xem có cải thiện được tình hình không. Khá là ngon anh ạ. Cơ hội thì nhiều nhưng mà do bỏ lỡ cũng khá là nhiều. Chắc phải 20 con rồi mà được có 2 con nha. 10 con thôi. Bạn có 10 phát rồi đấy, được 2 con. Tỷ lệ 20%. Con này chết rồi, còn con kia còn sống. Sau một buổi
anh em đi dạo dạo thì kết quả là được hai con chim nhá, hai em chào màu cũng khá là ok, hai con đều do hung Messi thắn được ạ, còn tôi thì không thắn được nhá, kém hơn. Bịt đỏ thế nhỉ? Ăn ướt đấy. Bây giờ trời cũng đã khá tối rồi, anh em chúng tôi đi về. Hôm nào lúc vừa rồi đi săn đấy, nhìn thấy cái tổ con cua nhá, cua mà nó đục lỗ ở dưới đất đấy, nhiều lắm. Anh em đang hẹn hôm nào sẽ vào đây để quay trở lại để chúng ta làm cái video đi đào cua rồi nhá. Hẹn anh em mình những video tiếp theo. Còn bây giờ chúng tôi sẽ đi về đây.